Gòn cái gì. Alo cả nhà nha, đây đám tang buổi sáng nay. Buổi sáng nay nha, trong video này là video tổng hợp nha quý vị. Hôm nay rất là nhiều đám tang vào đài quá tán thiêu nha quý vị. Chút xíu nữa là em sẽ cập nhật cho mọi người xem ha. Tiếp tục tại đài quá tán trong video này ha, video tổng hợp ha, đám thiêu. Wow, xe đông như vậy. Quá trời xe luôn kìa. Trời ơi. Trời da luôn. Đây nữa nè. Và ngay lúc này tại chỗ Đình Trinh thì có một đám tang của một vị đại gia, hình như là có mô tô dẫn đường quý vị. Không biết là ở đâu đến ha, ở Bình Dương hay ở Sài Gòn đây. Sài Gòn quý vị. Đây, anh nghỉ ở đây quý vị. Hai con ngựa luôn. Sao luôn. Rồi phía dần nhẹ đi, có cái giữa luôn á.
Lại. Ba ba tấn rút cái này ăn đi tấn. Đục la. Lâu lắm rồi mới thấy mấy chú ngựa này không? Các bạn thì em cũng xin kết thúc video tại đây quý vị. Còn mong hướng linh ông dùm đèn cầu nào. Nam mô Di Đà Phật. Toàn cảnh đám tang ha. Khi thấy đám tang bay về quý vị. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì?